Hai các bạn da cá sấu Sài Gòn hôm nay xin giới thiệu các bạn về ví bóp da cá sấu gù. Nghĩa là cái ví đây mình lấy phần gù của con cá sấu mình làm. Thì có hai loại là đây là ví đứng và ví nằm. Bên đây là ví nằm. Ví nằm là ví truyền thống ngày xưa giờ. Đó, đây là ví nằm. Ví nằm. Đó, đây là tiền ha bạn. Còn bên đây là ví nằm thì nó truyền thống như ngày xưa mình thấy. Đây ví đứng nè. Ví đứng. Đó, ví đứng. Giá ví đứng cao hơn ví tiền, giá ví nằm. Thì ví đứng và ví nằm nó có hai loại. Loại một mặt, loại hai mặt. Ví dụ như cái đây là hai mặt nè. Mặt ở ngoài, mặt ở trong là da cá sấu hết. Còn trong lót là da bò thôi. Đó. Đơn giản vậy thôi. Các bạn có nhu cầu mua ví bóp da cá sấu gù, hãy liên hệ mình số điện thoại 0949587079. Đó. Đây mình cho các bạn coi hai loại ví của mình là chính. Đó. Thì nó có hai màu, màu nâu đỏ và màu đen. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại mình là 0949587079. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Da cá sấu Sài Gòn xin chào các bạn nhé. Bye bye.